Vạn cổ tối cường tông. Siêu phẩm lại có rồi đây. 77, anh em nhớ đăng ký kênh nhiệt tình nhé. Ngươi cảm thấy rồi nhỉ? Tiêu ấn lệnh tấu xương đó. Lực sát thương của kiếm quyết này quá nhiên bất phàm. Mới linh hồi được tới tư nhất thôi mà đã có thể giết võ sư. Miêu sát. Trùng nhị mật. Tô kỵ. Chúng môn ta vừa lĩnh hội được tiêu chiều mới. Chúng ta nghiền ép thẳng một đường thôi. Hà Tư đại nhân à, đại sự không hay rồi. Thi thể của Miêu Sơn đại nhân đã bị đóng trên cái cây trước tổng bộ rồi. Còn bị sắp đặt thành cái tư thế kỳ quái nữa. Đừng có ngừng lại. Đây là đang cười nhạo ta tấn công của bọn ta vẫn chưa đủ sao? Tất cả sát thủ kim bài nghe lệnh, bầm nát thi thể của kẻ xâm phạm tình đoạn và hân đoạn, rồi sang bàn thiết cốt phải thành bình địa. Bắt được các ngươi rồi. Vì giết vài tên phế vật vậy mà dễ dàng để hết lộ ra vị trí của mình. Khí độc đuôi bồ cạp. Đây là cái gì nhìn quen mắt quá vậy? Là bơm khói. Trái bom này là con ác chủ bài cuối cùng của ngươi à? Vậy các ngươi có thể từ biệt thế giới này rồi. No, đó không phải là bom. Đây là đạn hơi cây. Với bản lĩnh dùng độc của ta, cho dù cái thứ này có là khí độc thì cũng có chẳng có tác dụng gì đâu. Tất cả mọi người nghe lệnh. Nghe lệnh. Cùng sống lên cho ta. Hả, tử đại nhân, ngại sao vậy? Ta khổ quá mà. Phiên bản hắc ám. Đang hơi cây sau khi sử dụng thành hình xương mục, tiêu cực với diện rộng, nam nhị không nhớ rơi gớt mắt. Chỉ vì chưa trúng đạn hơi cây mà thôi. Thời gian hiệu quả 10 phút. Ôi, áp lực của sát thủ quá nhiên lớn như vậy cơ à. Một đám phi vật các người hơi chẳng có kẻ nào đánh được. Cho dù ta có là vương giả cũng chẳng kéo nổi các người rồi. Cả ngày chỉ biết quỳ lý một cách hiền hạ. Ôi giờ ơi, việc có thể mở rộng ra việc làm ăn cho tế vụ lầu. Ta khổ quá mà. Tự đại nhân à, khóc lóc như vậy trong lòng ta cũng thấy khó chịu. Ta cũng sống cây cả cây nè. Cá sấu không có tim phổi sao? Thì ta đã có bó quá dở. Bó dở dưới chừng mà. Nhìn, người thảm quá mà. Tất cả nhân viên trong xưởng rượu đều ra rượu giả. Nhìn là tên của một lời rượu, cũng là tên của người đứng đầu tổ chức áo đèn trong truyện thám tử lừng danh Conan. Các thành viên trong tổ chức đều là gián điệp người phản bội nên mới có câu trên. Tình cảm khóc lóc chân thành, cung bậc cảm sức rõ ràng, tuyệt đối nghiền nát tỉ thịt tươi. Vốn dĩ dùng súng đạn hơi cây để kiểm soát hiện trường, rồi dồn các ngươi vào bẫy, một lưới quét sạch. Bất quá bây giờ nhìn các ngươi đều mất đi năng lực phản kích. Ta liền miễn cưỡng thu hoạch một phần kinh nghiệm vậy. Ý? Cái địch mà, hội tổng à, ta không thể miễn dịch đạn hơi cây à? Từ lúc nào mà ngươi sinh ra? Cái áo giáp đạn hơi cây này sẽ không khiến người khớp tình thần ngu vậy. Bố tố cha nhà mày. Ta cũng khổ quá mà. Hai đời làm người vẫn là chó độc thân. Bên người luôn buộc một quả bom hẹn giờ. Khó khăn lắm mới có đệ tử xinh đẹp. Vậy mà suốt ngày nghĩ tới việc cướp thôi à. Đau khổ quá mà. Ôi đàn ông thật là đau khổ quá. Làm sát thủ nam càng khổ.
Cái này chưa mù mà. Các người đang khóc cái gì vậy? Tôi kỹ à, người không bị ảnh hưởng bởi bơm cây dù. Người không cảm nhận được cảm xúc tiêu cực à? Ta vẫn luôn tràn ngập năng lượng tiêu cực mà. Không cảm thấy có gì khác so với bình thường cả. Tâm lý sắt thép này đã ăn mòn xương sâu rồi. Ngài đã xuất quan cái chút vội vàng đó. Tuy miễn liễu và tử đàn xung đột trực tiếp, lại có thể nhìn thấy cái cảnh ngàn năm hiếm gặp này. Bị hai cái tên nhóc làm cho ra nông nỗi này. Hà tử chỉ có chút năng lực như thế cũng đòi ngấp nghé chức vị của lầu chủ. Hai cái tên này cũng có chút thủ đoạn. Lầu chủ cũng đừng có lơ là cảnh giác. Lần này xuất quan là ta đã là ngũ phẩm võ sư rồi. Ta sẽ dùng bọn hắn để củng cố sự tôn nghiêm của ta ở Tế Vũ Lâu. 10 phút sau, hai bên cuối cùng cũng đã ngừng khóc, lau khô nước mắt và nước mũi. Nhưng mà cái bầu không khí có chút ngượng ngùng. Đừng có mà đứng đó lẩm bẩm nữa, màu đời sống bắn tía cho ta. Trận chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Chuyện khiến bọn tôi khóc cứ để lại ở trong hồi ức của các người đi. Phỏng rồi hết âm khí cũng không gây ra được 5 phần nguy hiểm. Đó là các người chưa nhìn thấy tự miêu quải rồi. Hệ thống bắt đầu tăng cường. Trốn với vi sầu cũng là một cách hay đấy. Nhưng mà đáng tiếc, bốn tòa bắt đầu không cần quan sát. Bốn tòa muốn đại khai sát giới, bây giờ chỉ làm bị thương chứ không giết. Nếu không, bốn tòa chỉ có thể biến thành tu la thôi. Có sợ hở, phế vật, tránh ra. 78. Tế Vũ Lâu độc môn quỷ túng bộ. Sao người lại biết? Sao người có thể luyện thành? Mới được từ dòng tay sát thủ ám sát ta. Còn thêm thiên phú của bồn tọa. Từng bước mà luyện thành. Người nguyện kiếp sầu của người không có súng gì. Cũng không có quả. Ồ. Lần đầu tiên gặp phải người có thể ngăn được súng của ta. Kẻ địch này. Tròn và dày quá đi. Lâu chủ. Không ngờ đến lâu chủ của Tế Vũ Lâu, vậy mà lại là một nữ nhân. Quân chứng môn này, nghe tiểu nữ kia một câu, đắc tội với tổ chức sát thủ. Không phải là một sự lựa chọn thông minh đâu. Tốc độ và lực bày của lực đạo kinh người này. Nếu không phải đã mở ra từ miểu, thì ta chắc chắn không thể né được. Mặc dù nhiệm vụ ám sát quân trưởng môn không phải là do ta nhận, nhưng quân trưởng môn lại động đến người của ta, tiểu nữ cũng chỉ có thể trả lễ lại thôi. Lực va chạm này có thể mở ra con đường tiến công mới. Đúng là cao thủ. Nhưng thật còn mày, bốn tòa chính là quải bích quỷ tướng bộ. Bị động rồi.
Quỹ tướng bộ của cô ta xem như cũng là đại công cáo thành, không thể kéo giãn khoảng cách được. Ở khoảng cách gần, súng lại rất dễ bị chặn lại. Mà đến ngay cả thời gian thì đạn cũng không có, chỉ còn một viên cuối cùng. Đánh đi, đánh đi. Tốt nhất là đánh đến lưỡng bại câu thương. Ta có thể ngồi lên chấp viên ở Tế Vũ lâu rồi. Người cười. Khó nghe quá rồi đó. Úi chà. Thằng nhỏ thế là ra đi. Lần sau có thể 15 phát đó. Cấu thức đức lãm kiếm. Có tội thì phải bị phạt. Chuẩn bị rút thôi. Đem theo tù binh của chúng ta. Ta nói xong rồi. Ai tán thành? Ai phản đối? 80. Thiết cốt. Phòng trình phái đang xây dựng thêm công trình mang đến bất tiện cho ngài. Người đến đánh ta đi. Mọi người tạm ý sức mạnh tăng ca nghi cuối cùng có thể làm xong rồi. Chúng ta nhất định phải hoàn thành trở về trước chữ môn. Thành Dương à, kỳ hạn công trình của người đã được điều chỉnh giảm xuống rồi. Chữ môn nhanh như vậy sẽ sân bằng tới vụ lộ bình này sao? Kế hoạch thay đổi, ta đem người cả lù bọn họ chuyển tới. Để cho bọn họ đơn độc mở một khu vực. Công đầu tới đây, kiến trúc bản vẽ phải một lần nữa thiết kế lại một chút rồi. Đây chính là nguyên nhân ta thích Thành Dương. Làm việc hiệu suất cao và nghiêm túc. Ban đầu, bao công đầu nhất vái của ta. Mà đến nhiều miền. Thế nhưng, là một chi phí không hề nhỏ. Có phải là chữ mồn không bỏ được mỹ nhân hạ sát tú này hay không vậy? Ta có thể vì chữ mồn làm thầy. Bốn tòa không phải là cái loại LSB kia. Bốn tòa tự cơ sắp xếp. Thành Dương à, những người này khí mạch đa phòng. Đưa bọn họ vào đi lao trước đi. Tiểu cô nương, ghen tuông không nhỏ hả? Còn có hai tỷ ôm ngực nữa. Như thế với đối với thân thể không tốt đâu. Ôi trời ơi, cái ngực này to quá. Thật là ghen tị quá. Ta mang bộ hồ về là vì chế tạo mạng lưới tình báo chính cho chúng ta. Còn có người nào thích hợp hơn làm tình báo viên hơn so với sát thủ đâu chứ? Hơn nữa không cần phải lo lắng. Không ai có thể cướp bảo tỏa trưởng môn phu nhân của em đi. Ôi, trêu chọc xong thì bỏ chạy, thật là kích thích. Ý? Úi chà, chạy đi đâu? Vừa rồi tâm cảnh lại lung động. Khi nào mới có thể lĩnh ngộ được tầng thứ ba của Thái Huyền bằng tâm quyết tầng đây? Tâm như chỉ thủy. Xin hỏi là lâu chủ phường danh sao? Lê Lạc Thù. Lê lâu chủ, điều đó này ở có hài lòng không? Ta vẫn còn tốt hơn, chỉ là bọn thuộc hạ của ta hơi chật chội. Quá chật rồi. Địa lao chỉ có hai phòng giao như vậy thôi. Khoảng thời gian đang xây dựng thêm, về sau có thể cho bọn họ ở chỗ riêng. Nghe ý của quân trường môn là muốn giữ chúng ta ở lại lâu dài sao? Vậy ta cũng không vòng vèo nữa. Bản tòa chính thức mời lừa hòa cô nương mang tủ hạ gia nhập trực tiếp vào tranh trình phái. Nếu như Lê Cô Nương nguyện ý phụ tá ban tòa, sẽ chính là đường chủ của Tế Vũ Đường. Quân chứng môn nói đùa rồi. Lê là thù ta là một sát thủ, tự do tự tài đã quen, cũng không quen với gia nhập bất kỳ môn phái nào.
Một sát thủ làm bạn vì bóng tối, không dám xuất đầu lộ diện. Đây chính là tự do tự tại. Trế Vô Lộ chắc hẳn là đã điều tra qua ta. Hắn là đã điều qua phái tính của chúng ta. Từ mấy tháng trước, không có tiếng tầm gì. Đến bây giờ diệt Linh Tuyền, Thủy Thánh Tuyền, còn đem Quý Lâu toàn thể mời đến nơi này. Thực lực thế nào thì cô đã rõ ràng rồi. Mà bây giờ phái của ta vẫn là đang giai đoạn vừa cất bước. Nếu như bây giờ Lê Cô Nương mang thủ hạ gia nhập, thì tương đương với việc vào nguyên thì cổ. Một ngày kia Thiết Hút trần phái trở thành tông mạnh nhất sừng bá đại lục, cô chính là tông nguyên lão. Hơn nữa, lợi ích của đường chủ thứ nhất của Thiết Cô phái thôn ý họ kính này, Lê Cô Nương có thể dùng tùy tiện, mà lại cách để cho chúng ta có thể tăng cấp nhanh chống tài nguyên võ đạo. Tất cả mọi người của Tế Vũ Đường đều có thể sử dụng. Hôm nay bản tọa là lần đầu tiên tới thành mời người, cũng là một lần cuối cùng. Con nghiêm túc cân nhắc, nếu như ta trở thành đường chủ của Thiền Cổ phái người, có đặc quyền gì sao? Cô và thủ hạ của cô không hạn chế tự do, có thể tùy tiện ra vào. Mà chuyện các người làm chỉ có một điều, giết người. No, chức trách của Lê Cô Nương là giúp bản tọa thu thập tình báo. Bản tọa cho cô một thời gian 3 ngày để cân nhắc. Hy vọng đến lúc đó cô nương ta đồng ý. Quý phái bày ra tiềm lực và tiền cảnh thực sự đã hấp dẫn ta. Hơn nữa, bán đường chủ, đối với sự bá đạo của quân chủ môn này, hoàn toàn không có sức chống cự. Tập 180. Anh em nào yêu thích bộ truyện này, nhớ đăng ký kênh nhiệt tình để theo dõi thông báo.